Bên cạnh việc tiếp tục cải tạo, xây dựng cũng như là bồi đắp phi pháp các đảo ở khu vực Biển Đông, thì trong thời gian vừa qua, liên tục xuất hiện những thông tin về những hành động có thể gây căng thẳng của Trung Quốc trên khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và nếu những thông tin này được xác thực thì đây rõ ràng là những động thái được coi là đáng lo ngại. Ngày 2 tháng 8, tờ Japan Times của Nhật Bản dẫn báo cáo của Học viện Chỉ huy Không quân Trung Quốc đề xuất quân đội Trung Quốc mở rộng hoạt động do thám và tăng cường năng lực tấn công tại vùng trời phía Tây Thái Bình Dương, bao gồm các khu vực gần Nhật. Báo cáo cũng nhấn mạnh việc Không quân Trung Quốc cần tăng cường năng lực tấn công các căn cứ Mỹ ở Thái Bình Dương bằng máy bay ném bom chiến lược và ngăn chặn một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ trong trường hợp xung đột nổ ra ở các đảo Bắc Kinh kiểm soát. Báo cáo này cũng đề xuất Không quân Trung Quốc cần phải phát triển thiết bị quân sự chiến lược để thực hiện các mục tiêu kể trên. Báo cáo này cũng ngang nhiên liệt kê Mỹ, Nhật, Đài Loan, Ấn Độ và Việt Nam là các mối đe dọa đối với không phận quân sự của Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc rất có thể đang xây dựng một đường băng thứ hai trên Biển Đông. Ngày 4 tháng 8, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Mỹ cảnh báo Trung Quốc đang chuẩn bị xây trái phép đường băng quân sự dài 3.000 mét trên khu vực đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo ảnh chụp trên vệ tinh, thì Trung Quốc đang ồ ạt bồi đắp xây hạ tầng trên đảo đá này và đến nay đã bồi đắp gần 4 triệu mét vuông đất. Theo các nhà phân tích địa chính trị, thì một đường băng lớn như vậy có thể tiếp nhận máy bay ném bom B-52. Các hoạt động tập trận của Trung Quốc trong thời gian gần đây cũng khiến nhiều nước quan ngại. Tờ Thời báo Hoàn cầu ngày 4 tháng 8 đưa tin Hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục tổ chức tập trận ở vùng biển quốc tế tại phía Tây Thái Bình Dương với sự tham gia của 3 tàu chiến có trang bị tên lửa dẫn đường. Đây là lần thứ 40 Trung Quốc điều tàu chiến tham gia tập trận khu vực này kể từ năm 2007. Còn trước đó, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo nước này đã diễn tập quân sự tại khu vực bao trùm các đảo đá phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã tuyên bố đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa, làm cho tình hình thêm căng thẳng phức tạp, đe dọa an ninh an toàn hàng hải trong khu vực.